Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin tuyên dương cô Vi đã có tinh thần xả thân cứu người. Trân trọng kính mời ông Tôn Văn Tài lên cao cấp luân điện cho cô Vi. Là ai vậy? Ông Tôn Văn Tài là ai sếp? Là tôi. Mấy cậu sống với tôi bao nhiêu năm mà không biết tên tôi à? Ủa sếp tự mời sếp luôn hả? Bình thường thôi. Ủa mà tặng gì vậy sếp? Tặng cô Vi. Với cúp này mình thi kéo co mình được mà. Tôi không kịp chuẩn bị. Này là hình thức thôi, được chưa? Vỗ tay. Dạ, cảm ơn sếp. Khoan khoan sếp ơi, nói thì nói với bé Vi cũng là nhân viên phòng sale, đáng lẽ mình phải đãi nhân viên phòng sale, phải thưởng như thưởng nóng cho nhân viên phòng sale, đúng không? Đúng rồi sếp. Thưởng đi sếp. Tất nhiên, hôm nay mọi người nghỉ không làm việc nữa, chúng ta cùng nhau quẩy thôi. Yeah. Cái gì vậy? Trật tự, cái gì vậy? Ngồi xuống. Ủa, mới ngồi xuống. Đi quẩy hả sếp? Ngồi xuống. Thì sếp kêu ngồi thì ngồi đi. Kỳ vậy? Cho quẩy mà. Tôi sẽ tổ chức căn phòng này thành một sân khấu chuyên nghiệp và hoành tráng. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hơi nhỏ. Nhỏ bao, nhỏ không tên. Ừ thì nhỏ không tên. Bây giờ quên nhé nhỏ. Nhỏ ơi. Hay hả? Dạ. Để hát tiếp nha. Sếp. Nãy giờ 17 bài mà cứ dậy hoài cho chắc ngủ luôn á sếp. À, vậy là các bạn không thích drama phải không? Các bạn không thích bóp ballad phải không? Được rồi, mình sẽ chuyển qua rock and roll. Chẳng dám quay về, chẳng dám hờn nghiên, chẳng dám quay lại hay về, tìm lại đi hay tìm mày lại. Hư rồi. Hát hết được. Cúp điện hả? Không phải cúp điện, cái loa bị tét luôn rồi. Tét loa rồi, sếp ơi. Sếp ơi. Tét loa hả? Dạ. Nãy giờ các bạn thấy tôi hát như thế nào? Dạ hay sếp, hay. Được rồi sếp ơi. Nãy giờ các bạn thấy tôi hát có bị default không? Không. Nếu vậy thì khi mà âm thanh đã không đáp ứng được cái giọng hát của tôi thì tôi sẽ like tặng các bạn. Sếp ơi, bộ tính hát không ăn hả? Ủa, quên nữa, các bạn đói bụng rồi à? Dạ. Sếp ơi, các bạn đói không? Dạ. Tôi cũng đói. Vậy mình đi ăn. Đi đâu vậy? Đi ăn. Đi ăn sếp. Đâu có đi đâu. Đi ăn đâu? Tại đây. Gì? Là sao sếp? Là sao? Ngay tại đây, tôi sẽ biến căn phòng này thành nhà hàng khách sạn 5 sao. Nữa hả? Ừ. Trời ơi, cái gì đó vậy? Cái phòng có chút xíu mà đem đồ ăn ở đây nấu hả sếp? Alo. Vậy hả? Tới rồi hả? Ok. Nhà hàng đang đem đồ ăn tới rồi. Bây giờ á, cô Vi xuống dưới biểu tụi nó đem lên đây cho mọi người ăn nhậu. Yeah, cảm ơn sếp. Chơi mượn cái thẻ. Thẻ gì? Cái thẻ thanh toán tiền. Đâu có. Chầu này cô Vi lo mà. Hả? Là sao? Cái tiệc này là tuyên dương cô Vi cho nên cô Vi phải lo chầu này. Yên tâm đi, mai mốt có thưởng lớn. Nhưng mà bây giờ em... Xuống dưới lo đi. Em trả luôn hả? Thưởng lớn, yên tâm. Cô Vi, mọi người đang đói bụng kìa. Trong khi chờ đợi cô Vi xuống dưới lo thức ăn, các bạn sẽ nghe nhạc phẩm Đắp mộ cuộc tình. Trời ơi. Đây của bà. Này của tôi. Trời ơi, mấy cái này của mấy đứa tin tin trẻ trẻ. Mình lớn rồi mà chú làm sao á? Trời ơi, lớn cái gì? Mình lớn thiệt, tuổi mình lớn thiệt. Nhưng mà tâm hồn đó, cái tâm hồn của mình đó là con nít, hiểu chưa? Đó, trời đất ơi. Tôi nói nghe, mình cứ việc á, rồi uống cho đã xong mình kéo nhà mình đi coi phim. Uống đi. Ủa? Alo? Nghe nè. Hả?
Nhiêu? 2 triệu hả? Phải giải quyết chuyện gì mà 2 triệu? Hả? Được hả? Rồi, ba lo cho con liền. Ba có. Được rồi, ba chuẩn bị cho con, yên tâm, giải quyết 2 triệu, có liền. Chú, chuyện gì mà phải giải quyết tới 2 triệu? Trời ơi, tôi nói nghe biết sao không, con gái của tôi nó được lên chức. Đó, cho nên giờ nó cần 2 triệu, nó hỏi tôi có cho nó mượn để nó thiết đãi bạn bè nó đó, hiểu chưa? Trời ơi. Chúc mừng chú nha. Vậy là bây giờ con phải kêu chú là chào ba của Sophie. Trời đất ơi, có duyên quá đâu rồi. Mà chào lại lần nữa coi. Chào lại lần nữa đi. Chào ba của Sophie nha. 2 triệu hả? Gì vậy? Thì giờ ba Sophie nói cho bà Nụ nghe. Sao chú? Bà Nụ, bà Búp. Nụ. Cho tôi mượn 1 triệu quay cho Nụ 2 triệu tôi đưa con tôi coi. Hơi quá rồi đó chú. Có gì đâu quá, cho tôi mượn đi mà. Sao mượn? Trời ơi, để đưa cho nó đi, rồi tôi hứa tháng sau tôi trả lãi trả lời đầy đủ đàng hoàng. Nhớ. Vậy là rủ đi trà sữa, trà xiết rồi cũng. Rồi thôi, bây giờ nếu đây đủ tiền rồi. Đó, thôi coi phim bữa khác coi. Gom tiền để đưa cho con tôi. Tôi mượn bạn 1 triệu nghe bà Bốc. Thôi cho mượn tiền đi coi phim luôn. 1, 2, 3, 4. Chỗ công cộng mà ngồi xuống đi chú. Ông gì đi quán đi hết trơn trội rồi, thấy tôi với bà sợ quá đi hết trơn rồi. Trời ơi, trời đó. Dạ vậy gì đúng. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Rồi, ba chuẩn bị đầy đủ đàng hoàng cho con hết rồi. Nè ba nói nghe, cho ba chào sếp nghe chưa. Ba đưa cho sếp, sếp dẫn bạn bè của sếp đi ăn nghe chưa. Nhưng mà sếp nhớ từ rạp tới sếp làm gì làm, sếp cũng phải biết thương những người chung quanh nè, biết san sẻ, biết giúp đỡ nhân viên chung quanh của mình thì người ta mới trung thành với mình, người ta mới thương mình, người ta mới quý mình, hiểu chưa? Dạ. Nè đã. Sếp cảm ơn bà. Sếp thương ba nhất trên đời. Rồi ba biết mà. Dạ. Sếp vi dạ. Mai mốt lên cao hơn nữa nhớ công lao to lớn của dì Nụ nha. Trong cái phần mà chiêu đãi bạn bè là có phần của dì Nụ á. Bà vô duyên bà. Công gì trong đó? Tao nói cuối tháng người ta trả tiền lãi, trả tiền vốn cho đàng hoàng tử tế cho. Trời đất ơi, bà Nụ, bà Búp chứ bộ bà tè le tét lét sao bà làm gì cái gì bà không nói nữa hết trơn vậy? Ủa ba? Ba mượn tiền gì Nụ hả? Thì đâu có, thôi đừng có để ý chuyện này. Bây giờ lo chuyện của con đi, chuyện của ba con đừng có lo. Ủa? Đi. Ba nhưng mà. Ta nói đi đi mà, để bạn bè chờ, đi con. Đấy. Trời ơi, thấy con gái tôi thấy thương ghê chưa. Bởi nhìn cái tướng tá của nó nha, nhìn cái gương mặt đó là đúng là cái số đó là số cung quan lộc đó. Cặp tôi. Bà là nô bọc mà. Thôi đi coi phim, đi cầm. Không biết rạp phim có cho cầm đi vô không? Chắc cho quá ha. Thôi đi. Thưa các bạn, như tôi đã hứa, hôm nay là ngày trọng đại công ty chúng ta, là ngày trao phần thưởng cho cô Vi. Trân trọng kính mời ông Tô Văn Tài lên phát thưởng. Tô Văn Tài là ai vậy? Là tôi. Thế cô sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ tôi vô công ty tôi phải đeo cái bảng tên để giới thiệu tôi là Tô Văn Tài à? Vỗ tay. Trân trọng trao quyết định cho cô Vi. Tuyệt vời, cuối cùng thì ngày này cũng tới, mình sẽ được thăng chức. Dạ, em cảm ơn sếp. Mở ra xem. Mở ra đây. Mở ra đi Vi. Ủa sếp, ủa cái này là phiếu giảm 10% khi mua nhà mà. Đúng rồi, người bình thường chỉ được 5%, nhưng riêng cô Vi là trường hợp đặc biệt, người tốt việc tốt công ty nên được thưởng 10%. Ôi, đôi mắt cô Vi rơm rớm nước mắt, ánh lên nét hạnh phúc. Cô không cần giấu cảm xúc đâu, cô có thể đi ra ngoài chia sẻ với tất cả đồng nghiệp về phần thưởng của mình. Cô đi đi, tôi không ngăn cản đâu cô Vi à. Cô đi đi, chia sẻ cảm xúc. Dạ, cảm ơn sếp. Tốt quá. Các cô thấy chưa? Người tốt sẽ được trọng thưởng như vậy. Ai như cô?
giao căn hộ. 2 tháng trời chưa bán được căn hộ nào là sao? Làm ăn như vậy đó hả? Trời đất trời, thấy rồi. Dạ chào sếp, dạ chào sếp, sếp ơi, sếp khỏe hả sếp? Trời ơi, cảm ơn sếp, rất cảm ơn. Chú là ai vậy? Dạ tôi là tôi. Tôi vô đây không phải để tôi cà rỡn, tôi tán dốc đâu, mà tôi vô đây để tôi cảm ơn đó mà. Cảm ơn ai? Tôi cảm ơn sếp đó, sếp đã giúp đỡ cho con gái của tôi. Trời ơi, tôi đội ơn sếp nhiều lắm sếp ơi. Bác đang làm việc với con mà. Đây là phòng sếp, bác chạy vô đây làm gì? Trời ơi, thì tôi phải làm việc với cậu là cái cớ tôi chủ yếu. Tôi vô tôi gặp sếp rồi tôi cảm ơn sếp mà. Ông này là ai? Bác đang xem mẫu nhà với em rồi không hiểu tại sao chạy vô này luôn à. Trời ơi, cậu được kỳ quá à. Tôi cảm ơn sếp nghe sếp ơi. Sếp đã giúp cho con gái tôi thăng chức á. Tôi đội ơn sếp nhiều lắm sếp ơi. Ủa? Bác làm cái gì vậy? Cái gì? Có gì đâu? Con sợ hả? Có cái gì đâu thì ba vô đây ba cảm ơn sếp con. Sếp con đã giúp cho con thăng chức thì ba cảm ơn thôi. Vậy là sao cô Vy? Dạ dạ sếp. Cái phòng làm việc của tôi y như cái chợ, muốn ra ra muốn vô vô. Đâu có. Bực bội quá. Ê trời. Dạ. Kêu bảo vệ lên giải quyết. Dạ sếp ơi. Sếp, 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 xin lỗi, sếp, sếp, sếp ơi, sếp. Sếp ơi, sếp. Em sếp. Xin lỗi sếp ơi. Sếp ơi. Trời đất ơi. Ba. Hả? Sao ba cứ làm con mất mặt với mọi người hoài vậy? Có gì đâu mất mặt. Trời ơi, ba thương con thì ba vô đây ba lo cho con mà. Ba cứ làm gì hoài con giận ba luôn đó. Vy, ăn nói kiểu gì vậy? Đánh đánh chú ơi. Trời ơi là trời. Tôi hỏi nè, tôi làm vậy cũng có cái gì đâu mà sai chứ chú Tùng. Người ta giúp đỡ nó, người ta nâng đỡ nó, thì tôi là cha tôi cảm ơn người ta. Có cái gì đâu mà sai. Nhỏ nó không biết thôi đừng giận. Biết chú gì mà từ hồi mà mẹ nó bỏ tôi, bỏ nó đi, đi với người khác, tôi một thân một mình tôi nuôi nó lớn khôn. Hỏi sao tôi không bên tay bên chân chứ. Ủa chú chứ không phải là đi nước ngoài hả chú? Trời ơi, tôi giấu nó, tôi sợ nó biết rồi nó buồn. Tôi muốn giữ mãi hình ảnh của mẹ nó. Tôi nói là mẹ nó đi nước ngoài để làm chi, để cho nó lúc nào nó cũng thần tượng mẹ nó, hiểu không? Có gì đâu mà sai. Sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đấy sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.